Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại về một số mã hàng mới. Vật cầu lông thì bên em về số lượng nhá. Lô này thì nó sẽ có kèm thêm cả cái quả cầu cho các bác luôn. Đó, có cầu tặng kèm luôn. Giá thì vẫn không thay đổi thôi. Đó, và em sẽ lên video để chia sẻ với các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái vợt cầu lông nhá. Đấy. Lô này về thì nó sẽ là được tặng kèm thêm 3 quả cầu như này, hàng của thương hiệu Kesika các bác này. Đấy, Kesika, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá rất là tốt, đó là 150k. Đấy, lên cho em là vợt cầu lông nhá. Vợt cầu lông giá của nó sẽ là 150k cho cái vợt cầu lông như này. Đó. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vợt, các bác sẽ được tặng kèm thêm là hai vợt, một bộ vợt bao gồm hai một đôi vợt và ba quả cầu như này các nhá. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là ba trái cầu như này. Đấy. Cầu của nó thì nó sẽ thuộc cái dạng là cầu nhựa như này nhá. Cầu nhựa như này, bây giờ nó đang mốt cái dạng cầu nhựa như này các bác này. Đấy. Đang mốt cái dạng cầu nhựa như này. Đó. Đang mốt cái dạng cầu nhựa như này, bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai quả vợt nhé. Vợt thì cực kỳ chất lượng và chắc chắn luôn. Khung của nó sẽ là khung thép nhé, khung thép. Dây của nó thì nó sẽ là thuộc dạng dây cước này, dây cước khung thép, và của nó có bọc bọc cái xốp này để khi các bác dùng loánh nó chắc tay và không bị trơn trượt nhé. Đấy, dòng này thì nói chung là nó sẽ là dòng bình thường thôi, để các bác đánh thể thao, thể dục thể thao ở trong gia đình nhà mình, hoặc là cho trẻ em nó mang đi học nó chơi thôi. Chứ còn cái dòng này thì các bác không thể dùng để chơi chuyên nghiệp được đâu. Đấy, chơi chuyên nghiệp thì các bác phải mua dòng đắt tiền. Còn dòng này thì nó sẽ là một cái dòng rất là vừa phải, xinh xắn, để cho các em nó mang đi học, đi chơi. Đấy, hoặc là các bác có thể sử dụng ở nhà chiều, buổi tối hoặc buổi sáng thì các bác thể thao cho nó khỏe người. Đấy, còn tập chuyên nghiệp thì hoặc đánh chuyên nghiệp thì không đánh được đâu. Em nói thẳng thế luôn. Tại vì cái giá của nó thì nó rất là hợp lý để cho các bác mua để chơi trong nhà mình thôi. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con bộ một bộ vợt như này. Giá sẽ là 150k nhé. Lên cho là vợt cầu lông. Giá sẽ là 150.000 cho một bộ vợt cầu lông như này. 150k nhé. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Lên mã cho em là vợt cầu lông 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái thuốc diệt dán nhé. Thuốc diệt dán. Hàng này thì nó bán sẽ là thị phần số 1 của Nhật Bản luôn. Đây, hàng made in Japan con này. Đó đây. Made in Japan, nó bán là thị phần số 1 của Nhật Bản luôn nhá. Đấy, số lượng bán cực kỳ là nhiều luôn. Đây, các bạn này, nó nốt 1 các bạn này. Đấy, nó bán là thị phần của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Bán số lượng khá là nhiều. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 viên nhá. Đấy, 12 viên. Và nó sẽ là thuộc cái dạng là viên như này các bạn. Đấy, nó thuộc cái dạng viên như này. Đây, đấy, bên trong của nó toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, nó thuộc cái dạng viên như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là để vào, ví dụ như là tủ quần áo này, rồi tủ bếp này, rồi là gầm giường này, nói chung là chỗ nào có dán thì các bác cho vào cho em nhé. Đấy, chỗ nào có dán thì các bác bỏ vào cho em. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Dòng này của nó không những là trị dán mà nó còn trị được cả các loại như là trứng dán các bác này. Đấy, từ dán con, dán to đến trứng dán đến dán tổ, nó trị được hết các bác nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhé. Đấy, 50k cho một hộp thuốc diệt dán như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc diệt dán nhé. Đó, thuốc diệt dán này. Đó, diệt dán, giá của nó sẽ là 50k nhé. 50k. Đấy, con này thì đây, về nhà các bác bỏ vào các cái tủ bếp, rồi tủ quần áo các kiểu là đều được luôn. Đó, chỗ nào có kiến dán các bác cho vào. Đấy, dán non này, dán sinh trưởng này, trứng dán này, tổ dán này. Đấy, xịt được hết nhá. Hàng này nó bán thị phần số 1 của Nhật Bản luôn. Đó, và giá rất là tốt cho bác luôn nhá. Đây, đấy, mã tem, mã vạch đàng hoàng. Một hộp này của nó bao gồm là 12 viên. Đây, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đó, thuốc diệt dán 50k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn rửa mặt các bác nhá. Đấy, có lên theo là khăn rửa mặt. Một chiếc như này thì giá của nó bên em bán theo combo mà tươi. Đấy, bác lấy đi xem bên này em ơi. Theo combo như này, nó sẽ bao gồm cho các bác là một bịch thì sẽ bao gồm là 10 chiếc,
và bên em bán là 10 chiếc thì giá sẽ là 60k, còn bán lẻ thì bên em bán từ 3 chiếc trở lên, 20.000 cho 3 chiếc nhé, 20.000 cho 3 chiếc. Đấy, bác nào mà lấy dùng ít thì các bác cứ lấy 20.000 3 chiếc là ok. Đó. Cái này thì nó sẽ là khăn mặt của Hàn Quốc nhé. Đấy, bên em có hai mẫu, cả khăn mặt cả khăn tắm luôn, cả khăn mặt cả khăn tắm nhé. Thì mẫu này mẫu sẽ là mẫu khăn mặt nhé. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc giá sẽ là 20.000, 20.000 cho 3 chiếc, còn các bác lấy cả bịch này thì sẽ là đấy, 20k này trên 3 cái nhé, 20k trên 3 cái, còn lấy cả bịch là 10 cái, 10 cái thì sẽ là bằng 60k nhé, 60.000 cho 10 cái. Đấy, thì bên em bán một bịch như này là 10 chiếc này, một bịch này là 10 cái này, đấy, một bịch này là 10 cái, 10 cái là sẽ là bằng 60k nhé, 60k. Đó, còn bên em bán là 3 cái thì trở lên là bằng 20.000, 20.000 cho 3 cái. Khăn thì sợi của nó sẽ là bằng sợi bông. Đấy, siêu thấm hút nước, dùng thì cực kỳ mềm và êm, chứ không như những cái khăn truyền thống của Việt Nam mình đâu. Khăn truyền thống của Việt Nam mình thì dùng nó dạng như là nó không thấm hút nước này, dùng nó sẽ bị rát, nó bị rát mặt coi nhá. Đấy, còn cái này thì nó toàn bộ là nó bằng bông hết, cho nên dùng nó rất là mềm mại và rất là đã luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là, các bác lên mã giúp cho em là khăn mặt nhá, khăn mặt giá sẽ là 20.000 3 chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chấm hai, nó xem video cũ cái bộ năm nồi nhá, giá của nó sẽ là 140.000 cho cái bộ năm nồi như này. Đấy, bao gồm năm nồi như này thôi. Đấy, lên cho em là bộ năm nồi nhá. bộ năm nồi giá của nó sẽ là 140k thôi, 140k thì cái bộ năm nồi như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là năm cái nồi luôn. Đó, hàng này thì nó sẽ là cái hàng mà bình thường, không dày quá, không mỏng quá nhé. Đấy, đây tất cả đều nó sẽ có sẵn vung như này các bác này, có sẵn vung như này luôn. Đấy, và đây sẽ có năm cái nồi như này. Cái con to nhất thì nó vào khoảng là 25-26 cm. Đấy, 25-26 cm luôn nhé con này. Đấy, tiếp theo đến con thứ hai của nó thì vào khoảng là 22 cm này. Đấy, 22 cm. Sau đó thì đến con nhỡ này thì sẽ là 20 cm nhé. Đấy, con nhỡ này thì sẽ là 20 cm này. Đấy, đấy, con nhỡ này khoảng 20 cm này. Sau đó đến con khoảng 18 cm này. Đấy, 18 cm coi nhá. Đấy, và đến con cuối cùng của nó sẽ vào khoảng là 16 cm. Ưu điểm của nó là nó vừa nhỏ nhắn xinh xắn này. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn các bác nhá. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn, và các bác có thể sử dụng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, chế biến đồ ăn chín, đồ ăn sống, rồi các cái nguyên liệu. Và ưu điểm của nó là các bác có thể trồng lên nhau. Đây, trồng lên nhau rất là gọn nhá. Đấy, thứ nhất là có thể trồng lên nhau này, thứ hai là có thể là đây, các bác có thể trồng với nhau như này, thứ hai là có thể xếp vào nhau được luôn, xếp gọn vào nhau được, để khi các bác cất đi thì nó cũng rất là tiện dụng. Giá thì nói chung là giá thì rất là tốt cho các bác nhá. Đó, giá thì siêu tốt cho bác luôn. Cái bộ nồi 5 món như này giá chỉ có 140 thôi. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá, giá sẽ là 140.000 cho các bác, 140.000 cho bộ nồi 5 món như này. Sản phẩm tiếp theo đó là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, vừa nãy là cái khăn mặt, còn bây giờ là sẽ là cái khăn tắm. Đấy, một khăn tắm như này. Đấy, lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc này. Đó, khăn tắm Hàn Quốc giá thì sẽ là 40k cho một chiếc khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k một chiếc thôi, giá siêu tốt cho bác luôn, 40k cho một cái khăn tắm như này. Đấy, đấy, các bác không bao giờ đi đâu mà mua được một cái khăn tắm như này. Đấy, đây con này thì nó sẽ có cho các bác là một con khăn tắm, kích thước của nó sẽ là chiều dài là 1m4, rộng là 70, chất liệu của nó là sẽ là sợi bông như này các nhá, sợi bông siêu mềm mại và thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng trong nhà tắm nhà mình thì rất là ok nhá. Đấy, nhà đông người thì các bác cứ mua cho em mỗi người một chiếc. Đấy, mỗi người một chiếc về mình dùng nó rất là đã luôn. Kích thước của nó thì khá là to nhá, kích thước của nó khá là to. Một mặt thì nó sẽ là bông xù như này, và một mặt sẽ là bông mịn như này nhá. Đấy, nó sẽ có hai mặt như này. Chất liệu 100% là sợi bông tự nhiên, siêu thấm hút. Và con này thì kích thước của nó rất là to. Đấy,
kích thước của nó rất là to. Đấy, của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Đấy. Tức là 70 nhân 1m4. Đấy. 70 nhân 1m4 các bác nhá. Đấy, kích thước của nó là 70 nhân 1m4. Giá thì cực kỳ là tốt luôn, chỉ có 40.000 cho một con khăn tắm như này thôi. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. 40.000 cho một con khăn tắm như này. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái xìa. Đấy. Bộ xìa của Đức nhá. Đấy, xìa của Đức. Hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 2 4 5 chiếc thìa như này, 5 chiếc thìa như này các bác. Đấy. 5 chiếc thìa của Đức như này. Con này thì nó sẽ là rất là nhỏ gọn và xinh xắn. Độ dày của nó thì sẽ là vừa phải, không dày quá các bác nhá. Đây. Hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái bộ thìa như này, giá thì đang gửi tới các bác một cái bộ 5 thìa như này. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Các bác lên cho em là thìa Đức này. Đấy, lên cho em là thìa Đức nhá. Đó, thìa Đức. Giá của nó sẽ là 60k. 60k cho một cái hộp, 60k trên hộp bao gồm 5 cái. Đấy, 60k trên hộp bao gồm 5 cái như này. Đấy, 5 cái thìa như này. Cái này thì các bác có thể dùng ăn bún ăn phở, sử dụng bình thường ở trong nhà, cũng như là các bác có thể sử dụng là để mình cho trẻ con ăn uống cũng đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ thìa Đức nhá. Đấy, thìa Đức. Thìa Đức giá sẽ là 60k cho 5 chiếc, 2 4 5 chiếc như này. Hộp của nó sẽ là 5 chiếc. Đấy. Bộ thìa Đức 60k trên hộp. 60k trên một hộp 5 cái nhá. Đấy, 60k trên hộp 5 cái. Đó. Ngoài thìa thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng cực kỳ ngon và chất lượng cho bác luôn. Đấy, đây, qua đây. Đó. À, hàng thương hiệu Winling của Đức đây, Winling in Germany các bác đây. Đó, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, Germany các bác nhá. Đó đây, Germany các bác này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp đũa nhá, hộp đũa inox. Đấy, có lên cho em là hộp đũa inox. Đấy. Hộp đũa inox, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. 1, 2, 3, 4, 5 đôi đũa inox như này. Hàng này cũng là hàng inox 304, cũng của thương hiệu Winling của Đức đây. Su 304 Winling các bác này. Đó. Các bác dùng con này thì cực kỳ sạch sẽ và yên tâm luôn. Không lo bị nấm mốc này. Đầu của nó thì có đánh nhám chống trơn trượt này. Đấy, đầu của nó có đánh nhám như này nhá. Chống trơn trượt thì các bác dùng cực kỳ yên tâm. Kích thước đũa là vừa phải so với cái việc sử dụng. Đấy. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó, đũa inox. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55k nhá. 55k cho một hộp như này. 55k trên hộp đũa inox như này. Đấy, hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, 55.000 cho một hộp đũa inox bao gồm 5 đôi như này. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho bác luôn. Giá thì nói chung là cũng là giá cực kỳ là tốt cho bác rồi. Đó, 55.000 cho một hộp đũa 5 đôi như này. Để các bác có thể sử dụng trong cái công việc gia đình nhà mình rất là ok luôn. Cũng hàng của Đức luôn các bác nhá. Đây. In Germany các bác này. Đó, Winling in Germany nhá. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Thì các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đấy, đũa inox giá sẽ là 55k trên hộp. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200k này. 200k trở lên là bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, nó đơn giản vậy thôi. Thì các bác cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm nó là cái cặp lồng hàng của Nhật nhá, hàng của thương hiệu Sanbao này, Sanbao của Nhật này, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Dung tích của nó là lít 6, hàng nguyên hộp như này. Đấy, bằng inox 304 cực kỳ chất lượng nhá. Dung tích của con này nó sẽ là 1 lít 6 các bác nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Sanbao này các bác này. Đó. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng nội địa Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa Nhật rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì nó sẽ cực kỳ là ngon lành cho bác luôn nhá. Đây. Đấy, tem mác toàn bộ chữ Nhật hết này, hàng của thương hiệu Sanbao này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là mở ra thì nó sẽ là một cái bát như này nhá, một cái bát rất là to như này. Đấy, sẽ là một cái bát khá là to luôn này. Tiếp theo đó nó sẽ đến cho các bác là một cái khay cao này. Đấy, tiếp theo là một cái khay thấp này. Đấy, và nó sẽ là một cái cặp lồng sâu như này. Đấy, tức là nó cũng khá là nhiều ngăn nhá. Đấy. Ví dụ cái này các bác để cơm này, các bác để canh này, rồi để đồ ăn mặn này, rồi xoáy nắp ra là mình có thể là làm bát ăn cơm được luôn, rất là tiện luôn nhá. Đấy đây. Dung tích của nó sẽ là 1,6 lít nha các bác nhá. Đấy, 1,6 lít. Đấy, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Inox 304 không bắt nam châm, rất đẹp, rất chất lượng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con cặp lồng như này. Hàng hai lớp nhá, hai lớp giữ nhiệt các bác nhá, hai lớp giữ nhiệt. Cực kỳ đẹp luôn, hàng đúc liền hai lớp giữ nhiệt. Đấy. Giá
giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là cặp lồng nhá, lên cho em là cặp lồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con cặp lồng như này. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là cặp lồng nhá. Đó, cặp lồng này. Đấy, cặp lồng cơm nhá, cặp lồng cơm này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180k cho một con cặp lồng cơm như này, 180.000 nhá. Đấy, lên cho em là cặp lồng cơm. Giá sẽ là 180.000, cặp lồng cơm 180.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu này. Con này thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên đá như này nhá. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, một hộp bao gồm cho các bác là 6 viên như này. Đấy, 6 viên đá như này. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người đây. Đá vĩnh cửu tại sao lại gọi là vĩnh cửu? Tại vì các bác có thể dùng được mãi. Ví dụ như các bác bỏ cái viên đá này vào trong cái ngăn đông tủ lạnh này. Đấy, về nhà các bác rửa vệ sinh đi, bỏ vào ngăn đông tủ lạnh kia. Khi nào các bác cần dùng thì các bác lấy ra. Đấy, uống bia, uống nước ngọt rồi là uống nước mát bỏ vào. Các bác uống bình thường. Sau đó thì mình lại vệ sinh đi, mình lại bỏ vào ngăn đông, mai lại lấy ra dùng. Nó chỉ đơn giản vậy thôi nhá. Đấy, thì khi mà các bác uống rượu, uống bia mà các bác nào muốn uống nguyên chất ấy mà vẫn giữ được độ lạnh thì dùng cái này rất là ok. Một vỉ này 6 viên. Đấy, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đá vĩnh cửu này, đó, đá vĩnh cửu. Giá của nó sẽ là 100k cho một hộp như này, hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, rất chất lượng luôn, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu, giá của nó sẽ là 100k. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá, dây phơi. Thì một quận dây này của nó sẽ là bao gồm là cho các bác là 5m. Đấy, bao gồm cho các bác là 5m. Sợi của nó thì nó sẽ là thuộc dòng sợi cước như này. Đấy, thuộc dòng sợi cước như này. Và mỗi cái mắc này thì nó sẽ có cho các bác là một cái mắc như này để các bác đeo quần đeo áo vào, nó rất là tiện luôn. Khi treo lên nó sẽ như này con này. Đấy. Và đeo quần áo vào nó rất là tiện. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này nó rất là tiện để các bác phơi quần áo rất là ok luôn. Và giá thì rất hạt rẻ nhá. Một cái dây phơi 5m như này giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 20.000 thôi. Đấy, chỉ có 20.000 trong cái dây phơi như này thôi. Đó. Các bác lên xem là dây phơi quần áo này. Đó, dây phơi quần áo nhá. Dây phơi quần áo. Giá sẽ là 20k cho một quận như này, 20k cho một quận 5m như này. Dây phơi quần áo các bác nhá. Đây các bác nhá. Đó, bọc vào này các bác treo lên này. Đấy. Treo lên rất là căng luôn. Đấy. Đây. Đấy. Các bác cứ thế các bác treo hết quần áo lên cho. Đó, rất là ok luôn nhá. Đó, đây. Đấy. Rất là dai luôn các bác nhá. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh được rất là thoải mái luôn nhá. Đó, đây. Tùy theo nhá. Thì ví dụ như các bác dùng mà nó trùng thì mình lại cho căng lên các nhá. Đấy, cho căng lên. Đấy, một thời gian thì nó sẽ có dấu hiệu bị trùng thì các bác phải căng lên thôi. Đó, thì nó rất là bình thường, nó dây thì nó phải có cái độ co giãn nhất định. Phơi chăn, phơi quần áo rất là ok và các bác có thể treo trực tiếp và nó sẽ không bị bong, bị rơi nhá. Đấy, rất nhỏ gọn tiện dụng luôn. Lên cho em là dây phơi quần áo 20.000. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dây tắm nhá. Đây. Đấy, con này thì nó rất là tiện, các bác dùng hai tay như này. Hai tay như này các bác vòng nó đằng sau lưng này. Đấy, có thể kỳ lưng này, kỳ bụng này, kỳ gót chân, gót tay này, rồi nói chung là tất cả đều được hết nhá. Nó rất là tiện luôn. Lên cho em là dây tắm, giá của nó sẽ là 30.000 à. Đấy, lên cho em là dây tắm nhá. Đấy, các bác lên đúng tên cho em. Dây tắm nhá, dây tắm, giá của nó sẽ là 30k thôi. 30k cho một em dây tắm như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Chất liệu của nó thì là bằng cao su mềm nhá, cao su mềm. Dùng thì rất là phê luôn các bạn. Đấy, nó có những cái đầu cao su như này. Massage cực kỳ là sướng luôn và nó rất là sạch. Cái này các bác dùng chỉ cần xả nước ra cái là nó sẽ sạch luôn. Chỉ có 30.000 thôi. Nên mã treo là dây tắm. Đây các bác này, nó rất là tiện luôn nha. Đấy, bằng silicone như này. Đấy, các bác có thể kéo này, kỳ cọ lưng này, cho dầu sữa tắm vào này. Đấy, cọ chân nhá, bàn chân nhá. Đấy, lưng này. Đấy, rất là tiện luôn, các bác theo. Dùng con này thì rất là sướng. Đấy, rất tiện dụng. Đấy, chân tay rồi bắp chân, bắp tay, gan, bàn chân rất là tiện luôn, không phải cúi lên cúi xuống mỏi lưng, đau lưng. Rất tiện luôn. Giá chỉ có 30.000 thôi, bằng silicone mềm, kéo giãn thoải mái luôn các nhá. Kéo giãn thoải mái luôn, các bác thấy không? Đó. Và nó có những cái đầu bi như này, massage vào rất là phê luôn, sờ tay không có thấy sướng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bọc yên nhá. Coi lên trên là bọc yên. Con này thì vừa chống nắng vừa chống nước luôn. Đấy, gọi là bọc yên. Cái này thì về nhà các bác chỉ cần là tháo ra và mình bọc vào cái yên xe của mình là xong thôi. Xe đạp, xe máy rồi xe đạp điện, nói chung là tất cả các loại yên nó đều vừa hết. Tại vì con này nó sẽ là dạng dây chun như này nhá. Dây chun như này cho nên chấp hết luôn, kể cả yên to như yên SH cũng vừa nhá. Hoặc là yên nhỏ như yên xe đạp điện cũng ok. Tại vì nó có các cái phần đai như này. Có phần đai như này các nhá. Đấy, có những cái đai như này các này. Đấy. Nó sẽ có cái đai như này để các bác đai vào cho em. Đai rất là chắc luôn. Đó. Và con bọc yên như này nhá. Của nó, con này của nó đến 5-7 cái lớp cước nhá. Cho nên là các bác dùng cực kỳ là êm luôn. Thứ nhất là êm này, thứ hai là chống nóng này, thứ ba là chống nước này.
Đấy các bác có dội nước mưa mà nó cũng trụi đi luôn, nó sạch luôn, cho nên là kể cả dày mưa dày nắng là đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là bọc yên, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhé. Đấy, lên mã giúp cho em là bọc yên này. Đó, bọc yên nhá. Đấy, bọc yên giá sẽ là 50k cho một em bọc yên như này các bạn, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đây em có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, kể cả những cái yên cũ các bác chỉ cần bọc vào là xong thôi. Vừa chống nước luôn, nước có chảy vào thoải mái, ngồi cũng không bị ướt. Đấy. Rất tiện nhá, nó sẽ có cái phần đai như này với các bác đai lại này. Xe máy, xe đạp điện này, chống nước, chống nóng này. Đó. Chống nước, chống nóng, chống xước cho yên xe luôn, rất là tiện. Mà khi các bác ngồi đi đường dài nó cũng rất là êm, và khi mình ngồi thì nó sẽ không bị bí mông nhá. Đó, xe SH sẽ vừa hết, nói chung là vừa hết luôn, rất là ngon lành luôn. Chống nắng, chống nước, chống côn trùng luôn. Đấy, chống mưa luôn các nhá, rất là tiện dụng, xe nào cũng vừa hết, nó sẽ có đai như này. Đấy. Rồi giá thì bên shop đang gửi tới bác giá là 50.000 nhá, lên cho em là bọc yên nhá. Bọc yên giá sẽ là 50k. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đúng rồi, không lấy chi tiến này. Cái phủ máy giặt các nhá. Đấy, có lên cho em là phủ máy giặt này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. 50.000 cho một con phủ máy giặt như này nhá. Đấy thì khi các bác mua thì nhớ đọc cho em rõ là nhà mình là máy giặt của mình là cửa trên hay là cửa ngang nhá. Cửa trên hay cửa ngang để cho nó phù hợp không nhá. Đấy. Con này thì các bác dùng để mình đậy với cái máy giặt ấy thì nó sẽ rất là an toàn sạch sẽ, và thứ hai là nó vệ sinh nhá. Đấy, một con phủ máy giặt như này. Đấy, chất liệu của nó thì là bằng vải áo mưa nhá, kể cả ví dụ như là các bác có để cái máy giặt ở ngoài trời cũng không được gì. Đấy, nó sẽ có con này nó phủ đi rồi. Thế nên các bác yên tâm sử dụng thôi. Đấy, lên trên là phủ máy giặt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Lên trên là phủ máy giặt, giá sẽ là 50k. Đấy, em cũng có cái video thực tế cho các bác xem luôn cho nó trực quan sinh động không nhá. Các bác lên cho em là phủ máy giặt nhá, phủ máy giặt đó, phủ máy giặt này. Phủ máy giặt. Phủ máy giặt giá sẽ là 50k cho một em như này nhá. 50k cho một em phủ máy giặt như này. Đó. Đây các bác này, đấy nó nôm na như này, về nhà các bác chỉ cần chùm lên là xong nhá. Đó. Chùm lên sau đó thì các bác đai cái đằng sau này lại này. Đấy. Khi nào các bác giặt thì các bác dở ra. Đấy, dở ra. Cửa trên, cửa dưới đều được hết nhá. Đấy. Khi nào các bác giặt, các bác dở ra, cửa trên, cửa dưới đều ok hết. Phủ vừa chống bẩn, vừa chống bụi, vừa côn trùng, rồi nói chung là các kiểu con này đều được luôn. Đấy, nó rất là tiện các bác nhá. Đó. Lên cho em là phủ máy giặt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, khi các bác phủ vào nó sẽ như này con này. Đó, nó sẽ như này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Cửa trên, cửa dưới đều được hết nhá. Giá thì rất tốt luôn. Đấy các bác theo. Đấy, chùm lên. Rất là sạch sẽ nhá. Các bác dùng cửa nào thì các bác kéo ra cho em. Đó, rất là ok nhá. Đấy, đậy vào này. Vừa thẩm mỹ, vừa đẹp lại vừa là trong nhà người ta không biết là cái này là cái gì. Các bác vẫn có thể làm cái kệ để treo đồ bình thường nhá. Giá rất tốt luôn, 50k. Ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn bắt muỗi nhá. Đấy, các bác lên cho em là đèn bắt muỗi này. Đó, đèn bắt muỗi, lên cho em là đèn bắt muỗi. Con này thì khi mà muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập điện và nó sẽ chết, nó giống như cái vật muỗi thôi. Đấy, nhưng mà nó là thuộc cái dạng đèn như này. Con này thì các bác vừa dùng làm đèn ngủ, vừa dùng làm đèn bắt muỗi được luôn. Cầm bốn con dao, dòng giấy. Đấy, con này thì nó rất là tiện đúng nhá. Đấy, đây. Thì con này của nó sẽ là dòng cắm điện trực tiếp nhá. Về nhà các bác cắm điện 220 cho em. Cắm điện 220V trực tiếp vào cho em. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đấy, cắm điện nó sẽ như này các bác này. Đấy, cắm điện vào thì nó sẽ có một con đèn như này. Con đèn này thì các bác công dụng của nó sẽ là vừa làm đèn ngủ luôn, vừa làm đèn ngủ và vừa làm cái đèn bắt muỗi luôn. Khi các bác muỗi nó rơi xuống đây thì các bác tháo ra, các bác đổ ra cho em. Đó, đây. Thì đây khi mà con muỗi nó bay vào đây nó sẽ bị chập không nhá. Đấy. Bỏ. Đây em sẽ thử cho bác xem nhá. Đây con này. Đấy, đây nó đánh điện con này. Đấy, đánh điện này con nhá. Đó. Đây, các bác thấy không? Đấy, nó đánh điện rất là mạnh luôn. Đấy, khi mà con muỗi nó bay vào nhá. Đấy, con muỗi nó bay vào con này. Đấy, con muỗi nó bay vào như này. Đấy là nó sẽ giật các bác nhá. Đấy, nó sẽ giật này. Đó. Đây các bác nhá. Đó, đây. Các bác thấy không? Nó đánh điện rất là mạnh luôn nhá. Đấy thì nó sẽ là một cái dạng đèn như này, và khi con muỗi nó bay vào là nó sẽ bị chập điện thôi các bác nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em là đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi. Con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn bắt muỗi nhá. Con này thì bên shop đang bán là 110.000, 110k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi. 100k cho một con đèn bắt muỗi như này nhá. Các bác lên cho em là đèn bắt muỗi, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Các bác lên đúng cho em là tên đèn luôn, đèn bắt muỗi màu đen nhá. Con này nó màu đen này. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen. Giá sẽ là 100.000 nhá. Đây, đèn bắt muỗi màu đen như này. Đấy, cho nó tránh nhầm với các cái loại đèn khác nhá. Đèn bắt muỗi màu đen 100k. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái búa đinh của hàng nội địa Nhật nhá. Búa đinh hàng nội địa Nhật đây. Đấy thì con này nó sẽ là một cái dạng búa lùn như này, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây, búa lùn như này con này. Đấy.
hàng made in Japan, hàng chuẩn nội địa Nhật luôn. Con này thì công suất của nó sẽ là 0,25 kg, tức là 2 lạng rưỡi nhá, 250 g. Đó, búa dài thì vào khoảng là 12 cm. Con này các bác cầm nắm thì cực kỳ là đầm tay luôn và rất là nhỏ gọn, vừa xinh để các bác dùng trong gia đình nhà mình. Đấy, búa thì được làm từ sợi thịt tinh, cán bọc cao su siêu mềm luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k cho một con búa lùn như này nhá. Các lên cho em là búa lùn nhá, búa lùn, giá của nó sẽ là 80k. Đó, lên đúng tên cho em. Búa lùn này, đó, con này nó ngắn ngắn cái cán này thôi, cho nên em gọi là búa lùn, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho em búa lùn như này. Đó, búa lùn này. Giá của nó sẽ là 80k nhá, búa lùn 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mỗi cà lê đa năng 8 đầu đây. Có lên theo là cà lê đa năng 8 đầu nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Đó. Hả? Đấy, giá của nó sẽ là 90k cho một con cà lê đa năng 8 đầu như này nhá. Đó. Đấy, giá của nó chỉ có 90k nhá, giá siêu tốt cho bác luôn. 90k cho một con cà lê đa năng 8 đầu như này. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu như sau. Đấy. Đầu tiên của nó sẽ là một bên là 8 10 11 13 này. Đầu bên này thì sẽ là 8 10 11 13. Đầu bé này là 8 10 11 13 các bác nhá. Đấy. Còn đầu bên này của nó thì nó sẽ là đa di năng hơn này. Đầu bên này của nó sẽ là 14 này, 14 17 19 100 à. Đó. Con này thì bên em đang bán là 100k nhá. Xin lỗi các bác nhầm giá nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy. Giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 cho một con cà lê đa năng 8 đầu như này. Đấy, xin lỗi các bác, 90.000 gạch đi nhá. Đấy, 90.000 thì bán lỗ. Đó. Đây, 100k trong con cà lê đa năng 8 đầu như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây nha các bác nhá, con này thì nó dùng rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để xoáy này, xoay ngang, xoay dọc, đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đấy, các loại máy móc nha, các bác có thể dùng một con cà lê này nó có tới 8 đầu luôn. Các bác có thể vặn các loại đầu ốc, một sửa một cái xe chỉ cần một con cà lê này là xong. Rất tiện, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con cà lê đa năng như này. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, lên cho em là cà lê đa năng, giá sẽ là 100k nhé. 100k cho con cà lê đa năng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con vắt cam bằng tay nhé. Qua lên cho em là vắt cam bằng tay. Con này bao nhiêu đấy? Giá sẽ là 60.000. Con này thì vắt bằng tay thôi nhưng mà cũng rất là tiện dụng nhé. Nó bằng inox 304. Qua chỉ cần đặt lên như này thôi. Sau đó thì mình xoay dần là nó sẽ chảy xuống đây. Và nước cam chảy xuống đây, còn các cái loại hạt tuổi, nói chung là các cái linh tinh thì nó sẽ đọng ở trên này. Đấy, hạt tuổi sơ siêu đọng trên này. Và các bác chỉ cần là rửa vệ sinh đi là xong, rất là sạch sẽ luôn. Đấy, bên em có cả vắt bằng máy, có cả vắt bằng tay. Tùy theo các bác muốn lấy mà vắt bằng máy thì lấy, mà lấy vắt bằng tay thì mấy nhá. Bỉnh. Đấy, giá sẽ là 60.000, bằng inox cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó. Lên cho em là vắt cam bằng tay nhá, vắt cam bằng tay. Giá thì sẽ là 60k cho bên em vắt cam bằng tay như này. Đó. Vắt cam bằng tay này, đấy, vắt cam bằng tay. Đấy, lên đúng tên cho em. Đó. Vắt cam này, đó. Vắt cam bằng tay nhá, giá của nó sẽ là 60k cho một em như này. 60.000 cho em như này nhá, vắt cam bằng tay. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm này, đó. Nó bằng hộp bằng nhôm mà, lên luôn là đèn hộp nhôm. Giá thì sẽ là 100k và con này thì cực kỳ là chất luôn và giá rất tốt. Còn con này trước đang bán 150.000 đấy, nhưng mà đợt này về cho bác giá chỉ 100.000 thôi. Nó sẽ bao gồm cho bác dây sạc này, quai đeo này và móc khóa luôn nhá. Dây sạc, quai đeo, móc khóa luôn. Và đây là em nó đây. Con này thì nó sẽ có một cái kệ như này, có nam châm hít nhá. Cái này nó sẽ có nam châm hít này. Đấy. Ngoài ra thì con này nó sẽ là đèn thì rất nhiều chế độ sáng này. Đấy, thứ nhất là sáng mạnh này, đấy, sáng vừa này. Thứ hai là nhấp đèn vàng này. Đấy. Thứ ba là đèn sáng nhỏ này, thứ ba là ánh sáng đỏ này. Đấy, thứ bốn là nhấp nháy cảnh báo này. Đấy. Và ngoài ra con này thì nói chung con này thì rất là sáng luôn. Đấy, sáng chói mắt luôn các bác nhá. Đấy, đèn flash của nó còn không nhận được luôn, nó quá sáng quá. Đó, đây. Đấy. Ngoài ra thì con này của nó sẽ có cho các bác là cả bật lửa luôn nhá. Bật lửa thì các bác giữ lì cái nút này cho em này. Đấy là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, bác thấy không? Đây. Đấy, bật lửa sẽ lên đây. Lửa đang lên đấy các bác nhá. Đấy, và các nhấn này nó sẽ tắt này. Đấy các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Có báo pin luôn nhá. Đây nó có báo pin luôn các bác này. Đấy. Khi các bác bật đèn lên thì nó sẽ báo pin ở đây. Báo pin ở đây các bác nhá. Đó. Rất là tiện luôn. Đó. Và khi các bác tắt đi thì nó sẽ tắt cái pin này. Tắt cái pin này các bác nhá. Nó tắt pin luôn. Còn khi các bác muốn dùng bật lửa thì các bác dùng cái nút bên trên này cho em này, nút thấp hơn này. Đấy, nút thấp hơn là bật lửa này, các bác giữ lì này. Đấy, giữ lì này. Đó là lửa nó sẽ lên các bác nhá. Đấy. Giữ lì này cho em này là lửa nó sẽ lên này. Các bác nhá. Đấy. Thì con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy, một con đèn hộp nhôm như này, giá chỉ có 100k thôi. Rồi ok. Này. Đấy thì bắt đầu là bật cái này lên. Cái bên trái này nó sẽ là vừa là nguồn vừa là âm lượng.
Còn cái này bên phải này thì nó sẽ là giò nhé. Không biết là công tác phòng chống doping đã được Tổng cục Thể dục Thể thao và Trung tâm Doping và Y học Thể thao triển khai như thế nào để tránh những trường hợp vận động viên vô tình dương tính như tại SEA Games 31 vừa qua. Chúng ta có thể thấy rằng các cái công việc chuẩn bị cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32, đặc biệt là công tác phòng chống doping, đã được triển khai ngay từ đầu năm. Ngay thời gian sau khi kết thúc Tết Nguyên đán, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và chúng tôi đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games tại tất cả các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Và tại đó, vâng, thưa bác sĩ, sau khi nghe bác sĩ có nhận xét gì về số ca nhập viện và tử vong đã giảm mạnh, dù số ca mắc thì đã tăng trở lại ở hầu hết các khu vực ạ, trong đó thì có cả nước ta. Vâng, như quý vị và các bạn cũng đã nghe kỳ báo cáo tổng hợp thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà virus biến đổi theo cái xu hướng mà nó rất là nhiều kênh sóng nhé, các bác cứ dò này nó sẽ ra nhé. Đó, các bác cứ dò này nó sẽ ra thôi. Đấy, thì các bác cứ dò này nó sẽ ra kênh sóng. Ôi, sức bền. Ví dụ như là điền kinh, ví dụ như bơi lội. Các bác cứ dò chậm này nó sẽ ra thôi. Đây cái phím này nó sẽ là vừa nguồn vừa âm lượng, còn phím này là để dò. Đấy. Con này thì các bác có thể sử dụng, nó có pin sẵn rồi, có pin sẵn này, sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc luôn. Tặng kèm một cái dây sạc về, các bác cắm cái cục sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, có pin. Tặng kèm một cái dây sạc thế này. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây các bác nhá, made in Japan con này. Đó. Đây. Made in Japan các bác nhá. Made in Japan. Pin 16850. Đó, dòng 50Hz. 50W. Đó, các bác thấy không? Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, chạy bằng pin nhá, giá cực tốt luôn. Rất đẹp, kiểu dáng rất đẹp. Ở đây các bác có thể là một số các chức năng khác nữa thì cái này tùy theo. Đấy, em chỉ có khuyến khích các bác sử dụng đài FM thôi. Còn các chức năng ví dụ cắm USB hoặc là cắm thẻ nhớ thì tùy theo, có con thì nó sử dụng được các bác nhé. Đó, đây cái chân cắm sạc vào 5V này. Đấy, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 một con đài FM như này, giá của nó sẽ là 300k nhá, lên cho em đài FM. Giá sẽ là 300.000 nhá. 300.000 con đài FM này. Đó. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship nhé. Chúc các bác một ngày vui. Đấy, sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái con đệm ghế nhé. Các bác lên cho em là đệm ghế. Kích thước của nó thì một chiều này vào khoảng là 40 và một chiều này thì nó cũng vào khoảng là 35cm nhé. Đấy, khoảng 35, 40 x 35. Đó, 40 x 35. Giá thì bên shop đang gửi tới bác 100k trong con đệm ghế như này. Đấy. Sản phẩm thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp vải như này nhá, một cái lớp vải như này. Cái này là vải bi chống trơn nhá. Đây, đấy, nó có máy khóa này. Vải bi chống trơn. Đấy, có máy khóa cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc là bỏ vào là xong. Đây. Trên này thì nó sẽ có một cái lớp bi như này để chống trơn nhá. Thì các bác để cho em cái lớp bi này xuống cái mặt ghế này, xuống cái mặt ghế này. Còn cái mặt trên này là cái mặt nỉ này thì để các bác ngồi sử dụng cho nó êm nhá. Còn cái mặt bi này là nó là có phủ một cái lớp nhựa. Đấy, cái bi nhựa như này để cho nó chống trơn thì các bác giải nó lên ghế. Đó. Đây. Nó sẽ là một cái lớp silicone mềm như này. Đấy, khi mình ngồi lên thì nó rất là êm luôn, rất là êm luôn nhá. Nó sẽ dày khoảng là 3 phân, nó dày khoảng 3 phân khi mình ngồi thì nó sẽ bẹp xuống như này thì nó giúp cho các bác ngồi nó êm, khỏi bị edit các nhá, khỏi bị edit. Con này ngồi thì rất là sướng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đệm ghế như này, giá của nó chỉ có 100k thôi nhá. 100k trong con đệm ghế như này. Con này ưu điểm của nó là khi mà các bác sử dụng ấy thì nó êm. Và thứ hai thì nó rất là thoáng khí nhá. Các bác ngồi để làm việc này, các bác hay ngồi làm việc lâu. Đấy, nó sẽ là một cái độ đàn hồi đặc biệt và nó sẽ có cái độ thoáng nhất định như này. Thì khi các bác ngồi nó rất là thoáng, thoáng mát, không bị hấp hơi và rất là êm luôn các nhá, rất là êm luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đệm ghế, giá thì chỉ có 100k thôi các nhá, 100k cho con đệm ghế như này. Đây các bác nhá. Đấy, các bác có thể để trên ghế ngồi này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, nó rất là mềm, rất dai, rất mềm, rất dai. Đấy. Ở trên này thì họ test thì ngồi lên quả trứng còn không vỡ cơ. Đấy các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đấy, ngồi lên quả trứng còn không vỡ này các bạn này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó. Một con đệm ghế cực kỳ chất lượng cho các bác luôn.
đây các bạn này. Đây. Đấy. Rất tiện dụng luôn. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Ngồi xe máy, ngồi ô tô, ngồi văn phòng làm việc. Nói chung là đa di năng luôn. Đấy, rất là êm nhá. Đó, co giãn tốt. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Gấp gọn được. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi. Đây. Đây các bạn nhá. Kéo ra cho bác xem này. Đấy, kéo ra nhá. Đây. Đấy, thoải mái luôn. Con này nó là bằng silicone mềm, dùng rất là ngon. Đấy. Thì các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện ở trong một cái vải như này rồi, và nó sẽ có cái miếng lót ở bên dưới này, có những cái chấm bi như này để chống trơn nhá. Đó. Lên thêm là đệm ghế, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đệm ghế như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một số cái mặt hàng mới. À, đó là cái này thì nó sẽ là một cái giá inox nhá. Các bác lên xem là giá inox. Giá inox cái này thì các bác dùng để lắp vào cái vỏ rửa bát nhà mình. Đấy đây. Con này thì nó rất là nhỏ gọn thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 30k cho một con giá inox này thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là giá inox, giá của nó sẽ là 30k nhá. Các bác lên mã giúp cho em là giá inox. Đấy. 30.000 cho một cái bộ như này. Cái này thì lắp đặt cũng rất là dễ dàng thôi. Về các bác lắp đặt vào cái khu vực nhà phòng bếp nhà mình để kệ rửa bát các thứ đây. Các bác luồn cái này vào cho em này. Đó, luồn cái này vào đây. Sau đó thì mình đây. Đấy, luồn cái này vào đây nhá. Sau đó thì mình sẽ lắp cái này vào. Đây, lắp cái này vào đây. Đấy. Lắp cái này vào đây, đây. Đấy, sau đó thì các bác xoáy nó vào. Đây em sẽ có cái video xem lắp đặt chi tiết cho các bác xem. Đây các bác, con này thì nó lắp đặt rất là gọn gàng này. Các bác thấy không? Đấy. Rất đơn giản, các bác thấy không? Rất tiện luôn. Đấy nha, chỉ cần sập vào này là xong. Nó sẽ có cho các bác là hai loại cữ, một loại cữ nhỏ, một loại cữ to. Đấy, thì khi các bác mà dùng chậu rửa bát ấy thì bao giờ cũng có phải có bú rác rồi bàn chải bàn giếc. Đấy, thì mình bỏ lên đây, nó rất là gọn luôn nhá. Nó rất là gọn sạch sẽ luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất tiện nha. Bỏ cả khăn khố các thứ được hết luôn. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Đây các bác này. Đấy. Lắp đặt thì rất là dễ dàng. Đấy. Lắp đặt rất dễ dàng nhá. Đấy, có cả kệ để cho các bác treo mấy cái đồ linh tinh nữa. Đấy. Bỏ vào rất là gọn, nước nó sẽ chảy trực tiếp xuống cái ấy luôn. Đấy, để cả chai nước cũng ok này các bạn. Đó. Chỉ cần xoáy ra lắp vào là xong, rất đơn giản thôi nhá. Đó. Đấy mang theo, rất đơn giản luôn. Đây thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái phần như này. Sau đó thì các bác chỉ cần là đặt vào đây. Đấy, đặt vào đây nhá. Đây. Các bác đặt vào đây chưa? Đó, đây nhá, đặt vào đây nhá. Ok chưa? Đấy các bác đặt vào đây này. Sau đó thì ví dụ như là cái nào mà cái ống nước nhà mình bé thì lót thêm cái miếng này vào. Còn cái vòi chậu rửa nhà mình mà nó to rồi thì ok, các bác chỉ cần sập vào như này thôi. Đấy, sập vào như này. Đây em mô phỏng trực quan cho các bác luôn, sau đó xoáy cái này vào. Đó, như này là xong. Đó, đây các bác nhá. Đó. Thì các bác có thể tùy chỉnh này, nâng lên cao hoặc hạ xuống tùy theo cái công năng sử dụng của nhà mình. Đây, rất chắc chắn nhá. Các bác có thể để đầy bao nhiêu đồ cũng được. Đấy, rất chắc chắn luôn. Đấy, sau đó các bác xoáy cái này vào cho em này. Đấy, xoáy cái này vào, rất ok luôn nhá. Đây. Các bác có thể để đồ lên ok luôn. Đây. Đấy, em để cả những cái quặn tôn này lên nó ok các bác này. Nó rất là chắc luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy. Những cái bú rác thì nó rất nhẹ thôi, đây một quặn keo tôn to như này mà em để lên rất là ngon nhá. Đó. Đây, rất ngon lành luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là kệ rửa bát nhá. Lên cho em là kệ rửa bát. Lên cho em là kệ rửa bát này. Đó. Kệ rửa bát nhá. Kệ. Các bác lên cho em là giỏ inox nhá, giỏ inox. Đấy, để nó tránh nhầm với các cái mặt hàng khác, giỏ inox nhá. Giỏ cái này nó như cái giỏ mà. Lên cho em là giỏ inox. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 30k cho một cái giỏ inox này. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái giỏ inox như này nhá. Đấy. Nó sẽ có cữ kiếc đàng hoàng cho các bác, rất tiện dụng luôn. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào thôi. Đây nó sẽ có cả thêm một cái cữ nhỏ nữa để đề phòng cho cái những cái dòng ống nước nhỏ nhá. Đấy, ống nước nhỏ. Rất tiện dụng. Lắp đặt thì cực kỳ là dễ dàng luôn. Lắp đặt rất dễ dàng. Đấy, các bác chỉ cần là cho vào như này, sau đó thì xoay ngang nó ra là xong. Đấy, cho vào như này, sau đó xoay nó ra. Đấy không nhá. Đấy, hoặc các bác có thể lắp vào như này. Đấy, kéo căng lên là nó sẽ sập vào. Sau đó thì đặt vào ống nước thôi. Đặt vào ống nước. Nói chung là
lắp đặt thì con này nó cũng rất là dễ dàng đơn giản thôi. Đấy, và xoáy vào là xong. Cái này thì nó bằng inox với bằng nhựa cho nên là dùng nó sẽ rất là bền, chứ nó không như những cái sản phẩm khác. Đây, đấy, nó nhỏ gọn như này, dài khoảng là gần 20, rộng thì khoảng là hơn 10. Đấy, đây nhá, rất nhỏ gọn luôn. Lên thêm là giỏ inox nhá, giỏ inox. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái giỏ inox như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới. Đó là cái các bác lên đã giúp cho em là ghế hơi nhá, lên cho em là ghế hơi. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, lên cho em là ghế hơi nhá. Thì cái con ghế hơi này thì trước bên shop đang bán cho các bác là cái giá là 500. Đợt này thì hàng về cho các bác giá rất là tốt luôn. Giá chỉ còn cho các bác là một bộ ghế hơi như này, giá của nó sẽ là 360.000 nhá. Các bác lên cho em là ghế hơi nhá, ghế hơi. Giá của nó sẽ là 360k. Giá siêu tốt cho bác luôn, lên cho em là ghế hơi nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Thì đây của nó sẽ là một cái bộ ghế như này con này, một cái bộ ghế như này. Đây. Đấy, nó sẽ có kích thước cho các bác luôn. Đây kích thước nhá. Đấy, nó sẽ có hai chiếc, một chiếc là 31 nhân với 62 này, còn một chiếc của nó sẽ là 98 nhân 1m16 nhân với lại 83. Đó, 98 là chiều rộng, chiều dài là 1m16 và chiều cao là cái chiều của cái phần tròn này là 83 cm nhá. Đấy. Thì nói chung là con này thì về các bác cứ bơm hơi lên là mình sử dụng thôi. Dùng cực kỳ là đã luôn các bạn, dùng rất là đã. Đó. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá nó rất là hạt rẻ nhá. Giá chỉ có một cái ghế hơi như này, giá chỉ có cho các bác là đi 360.000 thôi. Đơn hàng từ 200.000 lên thì bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy. Đơn hàng từ 200.000. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship, cho nên là các bác cứ mua đơn thì cứ mua cho em là đủ 200.000 là bên em bao ship. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái bộ ghế như này các bác này, một cái bộ ghế như này. Đấy, nó sẽ đựng trong hộp cực kỳ chất lượng như này. Về nhà các bác chỉ cần bơm hơi vào cho em là xong. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng công tắc. Ở đây nó sẽ có thêm cho các bác cả một cái bộ vá này nữa nhá. Đây, có cả bộ vá, cả keo dán này, đấy, rất đầy đủ cho bác luôn. Đây, và nó sẽ là một cái dạng như này. Bên của nó thì đa số là bằng cao su và nó có phủ thêm cho các bác một cái lớp nỉ nhá. Đây, đấy, nó sẽ là dạng như là da lộn đấy, nó gọi là da lộn các bạn. Đấy, da lộn. Khi mình bơm lên ngồi thì nó rất là êm luôn. Thì cái phần da này để mình ngồi này, đấy, để phần da này để mình ngồi. Còn lại thì khi mình bơm lên thì nó rất là êm các bạn, rất là êm luôn. Ngồi nó rất là đã. Đấy, đây, bác nhá. Đấy. Nó sẽ rất là to luôn. Chiều dài của nó là tới 1m16 cơ. Con này các bác bơm lên để ngồi mình đọc sách hoặc là nghỉ ngơi, nói chung là rất là tiện, rất là gọn gàng. Đấy, mình để trong phòng. Một cái thì là mình sử dụng là để chân hoặc là ngồi nho nhỏ, còn một cái thì mình sẽ ngồi, một cái thì các bác có thể nằm được, một cái các bác có thể nằm được nhá. Đây. Em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Và đây cái lỗ bơm hơi đây, các bác bơm hơi vào đây xem. Đó. Lên xem là ghế hơi nhá. Giá thì cũng rất là tốt rồi. Giá chỉ có 360.000 cho con ghế hơi này thôi. Đây. Đây các bác này. Đó. Chất liệu bằng da nhé. Và nó kèm cho mình là một cái keo và hai cái miếng dán trên phòng bị ở. Mặt trước của nó là chất liệu là nhung nỉ nhá. Lắp bơm. Đấy, về nhà các bác chỉ cần bơm vào cho em là xong. Đấy. Đấy, bơm xong nó đẹp này các bác này. Đấy, các bác theo. Nằm thoải mái luôn. Rất là rộng quá nhá. Đấy, con này thì rất là ok nhá. Giá bên shop đang gửi tới anh em các bác giá cực tốt luôn. Lên cho em là ghế hơi nhá. Ghế hơi giá chỉ có 360.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo,
Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất là mới. Đó là cái thước laser nhé, thước laser. Bác nào làm thợ làm nghề thì cũng vẫn phải dùng con này rồi. Đêm nãy giúp cho em là thước laser. Con này thì bên shop đang về cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy. Giá rất là tốt luôn. Một con thước laser như này. Con này thì các bác có tặng được kẹo tặng kèm 3 viên pin luôn nhá, 3 viên pin luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 90k cho một con thước laser như này thôi. Hàng đẹp chất lượng không nhá, hàng đẹp chất lượng cho bác luôn. Đó. Hàng này thì hàng của Nhật và được gia công tại tại Trung Quốc anh em nhé. Nhưng mà hàng rất chất lượng. Đây, về nhà các bác tháo cái lẫy pin này ra cho em này. Đấy, bật công tắc lên này. Đây, nó sẽ có cho các bác là laser như này. Đây, cái tia laser như này các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là hai đường laser. Các bác gạt ở đây đi cho em. Đấy, gạt ở đây này. Đấy, cái này thì các bác lấy thẳng này. Đây, để các bác lấy thẳng này em dọn lên tường cho nó xem này. Đấy, tia của nó đây nhá. Đó, lấy thẳng này. Các bác gạt xuống nữa thì nó sẽ là lấy ngang này. Đấy, lấy ngang nhá. Để lấy mặt ngang này. Đấy. Và gạt lên thì nó sẽ là hình dấu cộng nhá. Đấy, hạt gạt ở giữa thì nó sẽ là dấu cộng cho các bác. Đó. Đấy, thì nó rất là nhiều cái dạng tia như này. Đây các bác xem cái tia của nó này. Đó, đây, tia của nó đây các bác nhá. Đó. Rất là tiện luôn. Đấy. Thì nó sẽ có 3 nấc. Đấy, 3 nấc cho bác luôn. Một nấc là đo góc vuông. Đấy, một nấc đo góc vuông. Đấy, và một nấc đo thẳng, một nấc đo chéo các bác nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Đây. Nấc này là đo vuông này các này. Đây coi này. Đấy, lấy góc vuông này các bác này. Đấy, lấy góc vuông này. Tia của nó rất là rõ luôn nhá. Tia rõ chứ không phải tia mờ đâu nhá. Đấy, tia rất là đẹp, rõ ràng luôn. Đó, đây các bác này. Đó. Giá thì con này của nó là cái phần thước đo này bằng nhôm nhá. Thước đo này bằng nhôm này. Đó, đây. Cái này nó sẽ có một cái phần thước đo như này. Đấy, thước đo như này, một bên là 15 cm này. Bên này của nó sẽ là 15 cm này. Đấy, và bên này của nó thì nó sẽ là nó đo theo cái kiểu là vạch dài đấy các bác này. Vạch dài như này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là ba cái đường nước như này. Ba cái đường nước như này. Một cái đứng, một cái thẳng và một cái nghiêng. Một cái đứng, một cái ngang và một cái nghiêng nhá. Đấy, nghiêng 45 độ. Đấy. Thì nói chung là con này thì sử dụng rất là hợp lý thôi. Đấy. Và có thêm cho các bác một cái thước rút nữa, một cái thước rút nữa này. Đấy. Nói chung là đầy đủ hết cho các bác luôn. Một con thước rút như này, có lẫy luôn, các bác bóp là nó vào này. Đấy. Đấy, con này thì nó sẽ có dạng như là gần như là có hãm này. Đấy. Thì khi ra nó sẽ ra từ từ. Đấy, à khi để thì nó sẽ từ từ nó vào. Đấy, nó rất là tiện dụng nhá. Đó. Con thước này thì nó chắc là nó vào khoảng là 2-3 mét gì đấy. Đấy, một con thước rút như này. Thước này thì nó chắc nó chỉ tầm khoảng 2-3 mét thôi các bạn. Đó, rất là ngon luôn. Các bác nhấn này là nó sẽ vào nhá. Đó. Lên cho em là thước laser. Giá thì các bác còn được tặng kèm thêm 3 viên pin nữa. Đấy, tặng kèm thêm 3 viên pin nữa. Nói chung là rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là thước laser nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 95k thôi. Thước laser nhá. Lên cho em là thước laser này. Đó. Thước laser. Giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho một cái bộ thước laser như này. Hàng công ty nhá, cực kỳ là xịn sò luôn. Giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con thước laser như này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bông tai nhá. Đấy, các lên cho là bông tai. Bông tai này thì nó sẽ là hàng cực kỳ chất lượng. Một hộp này của nó sẽ là 200 chiếc và nó là dòng kháng khuẩn nhá. Đấy, dòng này là dòng kháng khuẩn. Cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Nó đã vô trùng rồi. Đấy, kháng khuẩn vô trùng rồi cho nên các bác yên tâm mà sử dụng nhá. Thứ hai là đây của nó sẽ có cho các bác là một đầu nhọn và một đầu bằng, và một đầu nhọn và đầu tròn. Đầu này tròn, đầu này nhọn này. Để các bác sử dụng nó rất là tiện dụng luôn. Thứ ba là con này của nó sẽ là thuộc cái dạng nhựa mềm. Khi các bác dùng thì phải bẻ mạnh thì nó mới gãy, còn bình thường các bác dùng nhá, không bao giờ nó gãy nhá. Đây, bốn cong này nó không gãy này. Thì nó rất là an toàn. Khi các bác dùng ấy, nó không bao giờ nó bị gãy ở trong tai, nó rất là an toàn luôn. Đấy. Giá thì lại cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Một hộp 200 chiếc này giá chỉ có 30k thôi. Lên cho em là bông tăm nhá. Đấy, bông tai, lên cho em là bông tai nhá. Đấy, bông tai, giá thì chỉ có 30k cho một hộp bông tai như này thôi. 30.000 một hộp, 200 cái nhá, 200 cái tha hồ sử dụng luôn. Hộp của này có 200 cái nhá. Đấy, hàng đã vô trùng nhá, đã vô trùng, cực dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên cho em là bông tai các bác nhá, bông tai. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là keo dán tôn nhá. Keo dán tôn thì lô này bên shop về hàng rất là đẹp, khá là nặng các bác nhá, khá là nặng. Đấy. Thì
giá thì vẫn đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt rồi, bao tốt trên thị trường các bác nhá. Đây, đấy, độ bám dính của nó thì cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là keo 10 nhá, keo 10. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái quận keo 10 như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 40k thôi nhá, 40k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dạng dính như này con này. Đấy, một cái dạng dính như này, nó rất là dính luôn. Đấy. Khi các bác bóc ra nhá. Đấy, bóc ra thì nó sẽ là một cái lớp màng mỏng bên trong như này. Đấy. Có một cái lớp màng bên trong nữa các bác bóc ra. Đây. Đấy. Cái keo của nó khá dính luôn các bác này. Đây. Keo của nó khá dính này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, nó là thuộc cái dạng như là cao su non đấy. Nó khá dính như này nhá. Thì khi các bác sử dụng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Đó. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt. Độ bám dính của nó cực kỳ tốt các bác nhá. Đây, đây cái keo của nó này các bác này. Đấy, nó bám dính rất là tốt luôn. Đấy, cái loại này mà nó gặp nắng nhá là nó chảy ra là nó mít vào luôn. Gặp nắng nó chảy ra là nó mít vào luôn các bác nhá. Đấy, độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Lên cho em là keo 10 nhá. Các bác lên cho em là keo 10. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 40k thôi. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy, con này thì cái bản của nó sẽ là 10 sen nhá. Bản của nó sẽ là 10 sen. Đấy, lên mã cho em là keo 10. Giá của nó sẽ là 40k cho một quận như này. 40.000 cho một quận như này các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship đây. Các bác thấy không? Nó bám dính rất là tốt luôn này các bác này. Đấy, nó bám trên tay em này này. Đấy, bám rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là keo 10 nhá. Đấy. Độ bám dính rất là tốt luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cọ bông nhá. Đấy, các bác lên cho em là cọ bông. Con này thì giá chỉ có 35k cho một con cọ bông như này thôi. Con này thì dùng rất là sướng và tiện dụng các bạn. Đấy. Lên cho em là cọ bông nhá. Đấy, cọ bông. Đấy. Cọ lưng bông nhá, cọ lưng bông. Giá thì chỉ có 30.000 thôi, 35.000 thôi các nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một đầu là nó sẽ là bằng bông cước như này và một đầu của nó là bàn chải nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, lên cho em là cọ lưng bông nhá, cọ lưng hai mặt. Cái này thì em đang lên là cọ lưng hai mặt rồi. Thì các bác lên cho em là đấy, thanh cọ lưng hai mặt nhá, thanh cọ lưng hai mặt. Giá thì chỉ có 35k thôi. Đấy. Lên cho em là thanh cọ lưng hai mặt. Đấy. Thanh cọ lưng hai mặt, giá của nó sẽ là 35k nhá. Đấy, thanh cọ lưng hai mặt này. Đấy. Thanh cọ lưng hai mặt. Thanh cọ lưng hai mặt nhá. Giá của nó sẽ là 35k. 35k cho cái thanh cọ lưng hai mặt này nhá. Giá của nó sẽ là 35.000. Của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một mặt bằng bông như này. Một mặt bằng bông như này và một mặt của nó thì sẽ là bằng cái cước như này, bằng cái cước như này. Đấy. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn, rất tiện và rất sướng không nhá, rất tiện và rất sướng luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu rẻ luôn. Một cái thanh cọ lưng bông như này nhá, giá chỉ có 35k thôi. Đấy, lên cho em là thanh cọ lưng bông hai mặt, thanh cọ lưng hai mặt nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 35k. 35k cho cái thanh cọ lưng hai mặt này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, giá rất tốt các bác nhá. Hàng chất lượng và giá hợp lý cho bác luôn. Về các bác tắm thì cọ có cả cái đầu treo để các bác treo lên nữa, đầu móc treo nữa. Nói chung là con này rất là đa chức năng và nó rất là mềm này các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái nhá. Nó là dạng nhựa mềm, các bác uốn cong thoải mái để các bác thì cọ nó rất là sướng luôn. Bên em bán là 30.000 cho một cái dây sạc như này. Đấy. 30.000 cho một cái dây sạc như này. Đây nó sẽ là một cái dây sạc kèm theo cho các bác là đấy, kèm theo cho các bác là 3 đầu nhá. Đây, một cái dây sạc như này. Đấy, một cái dây sạc như này kèm theo cho các bác là 3 đầu này. Đây. Đấy, 3 đầu như này. Đấy, thì em sẽ giới thiệu với ổ xanh này trước đây. Ổ xanh đây. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng rất chất lượng các bác nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có công tắc đóng ngắt cho bác luôn. Dây thì của nó dài khoảng là 1 mét nhá. Dây dài khoảng 1 mét, có công tắc đóng ngắt cho bác luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt. Ngắt tổng luôn. Đây dây đây, chân cắm dẹt nhá. Đấy, dây dài khoảng 1 mét, chân cắm dẹt. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Rất là hiện đại luôn. Đây. Đấy, cắm mà. Đây. Đấy, có đèn báo này, có đèn đỏ báo này, có công tắc đóng ngắt này. Đấy, nó sẽ có cho các bác bao gồm là 6 ổ cắm liền và 3 ổ USB, 6 ổ cắm 3 cổng USB, nói chung là con này dùng thì rất là tiện luôn. Các bác lên cho em là ổ xanh nhá, ổ xanh. Giá thì bên shop đang bán là 100k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k thôi, 60k. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Đấy, đợt này hàng về cho bác giá rất là tốt. Lên mã đầu tiên là ổ xanh. Giá chỉ còn giảm cho bác chỉ còn có 60k cho một con ổ xanh này thôi nhá. 60.000 cho một con ổ xanh như này. Giá quá hạt rẻ luôn các bác nhá. Quá hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. Lên mã treo là ổ xanh giá là 60k. Ổ xanh này thì đấy bên em có bán kèm cái dây sạc đơn này đây, sạc đơn cái này thì có lên như là sạc đơn nhá. Đó, sạc đơn. Giá của nó sẽ là
30k cho dây sạc đơn như này đấy, 30k cho một dây sạc đơn như này nhá. Đấy thì riêng chương trình hôm nay là đặc biệt, nếu như bác nào mua một cái ổ xanh với cái dây sạc như này là 90.000 rồi, thì bên em tính tổng nó sẽ là 100 và bên em bao ship nhá. Đấy, cứ bác nào lấy cả dây cả ổ như này thì bên em sẽ tính cho bác là 100 và bao ship. Đấy, tức là tiền ship 20.000 nhưng mà bên em tính cho các bác có 10.000 thôi. Đấy, tức là lên cho em là ổ xanh này, đấy, ổ xanh cộng với lại sạc đơn này, đó, ổ xanh cộng sạc đơn thì giá của nó sẽ là bằng 100k và bao ship nhá. Đấy, ưu ái cho các bác. Đấy, ổ xanh cộng sạc đơn thì giá của nó sẽ là 100.000 và bao ship. Đấy, riêng hai cái mã này thì bên em sẽ tính cho bác giá 100 và bao ship. Còn tất cả các đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em mới bao ship nhé. Đấy, đây, có công tắc đóng ngắt các này. Đây, có công tắc này, đèn báo đỏ này, có 3 cổng USB này. Đấy, 5V nhá. Cổng này của nó là 5V và 2,4A nhá, cổng 5V thôi nhá. Đó, cổng 5V 2,4A, có công tắc đóng ngắt, có đèn báo đỏ này. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Giá thì cực tốt luôn, chỉ có 60.000 thì có ổ xanh thì thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bát sen inox thôi nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là bát sen inox, con này thì hàng cực kỳ chất lượng và bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Lên theo là bát sen inox nhá, hàng của thương hiệu Osaka Japan con này. Đấy, hàng thương hiệu Osaka Japan, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một con bát sen như này các nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một bát, một dây và một giá đỡ luôn, có cả giá đỡ nhá. Riêng con bát inox này thì có giá đỡ cho bác nhá. Đây, đấy, có cả giá đỡ, cả dây cho bác luôn, ốc yếc các thứ đầy đủ cho bác luôn. Đấy. Đây, các bác chỉ cần sập nó vào đây là xong, rất là tiện luôn. Đó, đây, có giá đỡ cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bát sen inox nhá. Đó. Có cả ốc áp, cả giá đỡ cho bác luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy. Lên cho em là bát sen inox đây. Dây đây con này. Đó. Dây đây các bác nhá. Đó, dây đây. Dây về các bác kết nối vào cho em này. Đấy. Kết nối dây vào sau đó thì mình gắn vào giá đỡ đây. Đấy, gắn vào giá đỡ này, rất là ngon lành, tiện dụng cho bác luôn. Đó. Đây. Xoay này ra này. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Đây. Đấy, cả dây cả bát đều bằng inox hết nhá. Đây. Đấy, cả dây cả bát đều bằng inox hết, SU304, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Đấy, lên cho em là bát sen inox bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bát sen inox nhá, giá của nó sẽ là 101 nhá, bát sen inox này. Đó, lên cho em là bát sen inox, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho một cái bộ bát sen inox như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bát sen inox, giá của nó sẽ là 110.000. 110.000 cho một cái bộ bát sen inox như này. Hàng rất đẹp luôn, có cả giá đỡ giá điếc cho các bác hẳn hoi luôn nhá. Về nhà các bác. Đây, dây đây. Dây dài khoảng là 1m2 đến 1m5 nhá. Đấy, nó tùy theo lô. Đấy, dây thì lô này thì là 1m5, nhưng nó sẽ có lô 1m2, 1m5, cho nên là em cứ nói khoảng như vậy để cho các bác nắm được nhá, không đến lúc các bác lại ý kiến bảo là sao lại dây không đủ theo tiêu chuẩn thì nó mất công. Đó. Lên cho em là bát sen inox. Đấy, một con bát sen inox ngon lành như này, giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 có kèm cả giá đỡ nhá. Loại này thì có kèm giá đỡ cho các bác luôn. Đó, lên cho em là bát sen inox các bác nhá. Đó, đây. Đấy, kết nối với điếc cực kỳ là ngon luôn. Dây bát giòn giếc các thứ đâu đấy nhá. Đấy. Rất chất lượng đầy đủ cho bác luôn. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Bát sen inox giá là 110.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái lô, đó là cái này nó lên là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là 6 lọ gia vị nhá. Đấy, 6 lọ gia vị này. 6 lọ gia vị nhá. Đó, 6 lọ gia vị. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu đây? 140k cho cái bộ 6 lọ gia vị như này nhá. Lên cho em là bộ 6 lọ gia vị này. Đó, bộ 6 lọ gia vị. Giá của nó sẽ là 140.000. Đấy, 140.000 cho cái bộ 6 hũ gia vị như này các bác. 6 lọ gia vị như này. Đây. Đấy. Hàng thì đấy, nó sẽ là 6 cái hũ gia vị để các bác về các bác sử dụng nhá. Đây. Tất cả đều nắp niếc là bằng inox hết nhá, nắp niếc bằng inox hết. Còn lọ của nó sẽ là bằng thủy tinh. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là đây, nó sẽ có cho các bác là lỗ nhỏ này. Đây là nó sẽ có lỗ nhỏ này, lỗ to này và lỗ to hẳn này. Đấy. Về các bác đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu vào đây, sau đó các bác để vào cái khay này cho em. Rất là xinh luôn. Bộ này của nó là tới 6 hũ liền nhá. Bộ này của nó sẽ là 6 hũ liền nhá. Các bác tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Đây. Đấy, 6 hũ liền. Tha hồ thoải mái sử dụng luôn nhá. Đó. Bộ 6 hũ liền các bác nhá. Đó, qua theo. Đây. Đấy. Đúng 6 hũ không? 2, 4, 6 đúng không?
bộ 6 mũi gia vị các bác nhá. Đấy, 6 lọ gia vị đây. Đấy, rất đẹp như này nhá. Đấy. Con này ưu điểm của nó là nó có thể xoay được các bác này. Đấy, nó có thể xoay đi như này được này. Đấy, có thể xoay như này được. Để các bác bỏ gia vị vào đây nhá. Muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi bột ớt rồi nói chung là đầy đủ luôn. Rất là đẹp các bác này, rất là đẹp. Đấy. Các bác có thể xoay đi xoay lại được đây. Đây em sẽ để. Ví dụ các bác để trên bàn ăn như này, sau đó thì mình cần lấy cái món gì thì mình xoay đi như này để mình lấy này. Rất là ngon luôn nhá. Đó, đây. Đấy. Nắp biếc của nó đây, rong riếc của nó đây. Đấy, con này thì nó sẽ là như này, nắm vừa lòng bàn tay như này. Đấy. Dung tích của nó thì chắc là nó vào khoảng là đi 100 ml. Đấy 100 ml các bác nhá. Đấy, nói chung là nhỏ xinh để các bác sử dụng tất cả cái đầu này bằng inox hết nhá. Bằng inox hết cho nên các bác không lo bị han gì, bị gì xét nhá. Đó, đây, nó sẽ có là một lỗ nhỏ này. Đấy, lỗ nhỡ này và lỗ to hẳn luôn. Tùy theo các bác muốn tra loại nào thì các bác đổ vào. Rất tiện luôn. Và nó sẽ có một cái khay như này. Đấy, khay như này để các bác đặt vào nó sẽ ôm sát vào luôn. Đấy, xoay đi xoay lại rất là đẹp con này. Đấy, rất đẹp, rất tiện luôn. Hoặc xách này, các bác có thể xách cả dàn như này cũng ok nhá. Xách cả dàn này cũng ok. Đấy, cái đít này của nó có thể xoay được này. Đấy, đít này của nó xoay được. Nói chung con này thì dùng rất là ngon và tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi các bác giá cực kỳ tốt nhá. Đấy. Lên xem là bộ 6 lọ gia vị này, bộ 6 lọ gia vị giá của nó sẽ là 140.000. 140k cho cái bộ 6 hũ gia vị này nhá. Đấy. 140.000 cho cái bộ 6 hũ gia vị như này, 6 lọ gia vị như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thanh chắn cửa các bác nhá. Đấy, thanh chắn cửa. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, đợt này thì lại bắt đầu vào mùa hè thì chúng ta lại sử dụng điều hòa nhiều. Mà sử dụng điều hòa nhiều thì là các bác phải cần những cái thanh chắn cửa này, hoặc là với các bác nhà có côn trùng kiến gián. Đấy, hoặc là cửa nó hở nhiều thì các bác dùng cái này cho em. Lên cho em là thanh chắn cửa nhá, thanh chắn cửa. Đó, thanh chắn cửa. Giá thì chỉ có 30k thôi nhá. Giá chỉ có 30k cho một con thanh chắn cửa như này thôi. 30k nhá. Cái chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 90 đến 95 cm. 90 95 cm, nói chung là các loại cửa phổ thông thì vừa hết. Còn lại nếu mà cửa mà quá to thì các bác có thể cho hai thanh vào, còn thừa bao nhiêu mình cắt đi, nó cũng rất là ok thôi. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng vải nhá. Bằng vải bọc cao su, cái lớp mút gọi là lớp bọt non này các bác này. Đấy, bọt non như này. Đấy. Đấy, bọt biển non này. Và nó vải nó trùm như này các bác này. Đấy. Rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 30k cho một hộp một bộ thanh chắn cửa này thôi. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, nhà các bác bị côn trùng này, côn trùng rồi kiến gián này. Đấy. Côn trùng kiến gián này. Đấy các bác đẩy nó vào cho em. Sau đó thừa các bác cắt đi. Đấy các bác thấy không? Côn trùng chuột bọ kiến gián nó sẽ không vào được các bạn. Đó thấy không? Rất tiện dụng luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt nhá. Đấy các bác thấy không? Đấy, côn trùng chuột bọ kiến gián là nó chịu hết. Các bác chỉ cần đẩy bên này xong, rất ngon lành luôn. Giá thì cực tốt nhá, chỉ có 30.000 cho một cái thanh chắn cửa như này thôi. Lên mã giúp cho em là thanh chắn cửa, giá của nó sẽ là 30k.